của gì nhỉ? Hương là tình trạng hài lòng của người bệnh nội trú và một số yếu tố. Ở cái đề tài về hài lòng thì ok. Hương Hương làm đề tài về hài lòng của người bệnh nội trú thì ok, thế nhưng mà cái em vẫn có cái vấn đề liên quan đến cái đối tượng nghiên cứu này. Cái người bệnh nội trú này nó có nhiều loại, nó nhiều nhóm bệnh thì nên là khư trú vào một cái nhóm bệnh nào đấy, nhóm bệnh nội trú nào đấy của một khoa nào đấy. Đấy, còn nếu mà không ấy thì mình sẽ cần phải có một cái biến đấy nó bao gồm là bệnh nhân nội trú khoa nào, bởi vì các bệnh nhân ở các cái khoa thì nó sẽ có cái sự hài lòng khác nhau. Đấy, có những cái khoa, có những cái trường hợp đấy thì họ sẽ cần phải rất là ít xét nghiệm, mà các xét nghiệm đấy nó không không xâm lấn, nó không đau gì cả. Đấy thì có thể họ sẽ hài lòng nhiều hơn. Thế còn những cái bệnh nhân mà ở những cái chỗ mà nó khó khăn những thứ hoặc là bệnh nặng chẳng hạn, thì cái nguyên bản bản thân họ thì là cái sự hài lòng họ đã khác rồi. Và để làm được các cái đề tài kiểu này thì mình sẽ cần phải dựa vào một cái thang đo về sự hài lòng nhé. Mình sẽ đánh giá ra cái này. Hải đăng nhu cầu chăm sóc tại nhà của bệnh nhân mới ra viện. Thực ra cái nhu cầu chăm sóc tại nhà của các bệnh nhân khó ra viện thì là cái đề tài này nó cũng, tôi không biết là đấy, cái đối tượng nghiên cứu của em nó cũng rất là vô cùng đấy, nó không rõ lắm. Nói thật ra là khi mà họ mới ra viện ấy thì ai mà chả có nhu cầu, nên là mình cần phải xác định rõ về cái vấn đề này nhé, để xem thế giới họ có làm hay không. Tôi thấy cái đề tài này nó cũng hơi lạ đấy nhé, xem có không đấy, đọc thôi, đọc ở trên thế giới này thôi, cái này tôi không chắc lắm đấy. Improve này gần như là không có đâu này. Những cái nghiên cứu của em ấy thì là nghiên cứu định lượng, nó rất là khó. Đây đây nó có một cái bài về nghiên cứu định tính này này: Experience of patient with physical care needs at home này. Đấy, thì cái đề tài này nhé, thì em cần phải khư trú cái đối tượng nghiên cứu của em nó phải rõ ràng. Bởi vì là có những bệnh nhân nhi chẳng hạn, ví dụ như là họ nó chỉ bị cúm đấy chẳng hạn, thì nó đâu có nhu cầu phải phải chăm sóc làm gì. Nhưng còn có những cái bệnh nhân mà nó có vấn đề gì đấy mà nó cần phải phục hồi ấy, đúng không? Phục hồi chức năng chẳng hạn, thì 100% nó sẽ cần có nhu cầu gọi là gì nhỉ? Chăm sóc lại ở nhà. Đấy, tôi gửi cái bài này nhé, đọc thêm cái này. Nguyễn Thanh Hiếu nghiên cứu một số tác nhân vi sinh trong đợt cấp COPD và mối liên quan với một số yếu tố lâm. Ồ, của Thanh Hiếu là đề tài đấy, là đề tài vui vẻ rồi. Nó phải nghiên cứu một số tác nhân vi sinh ấy. Đấy, nói lại một lần nữa là mình muốn làm nghiên cứu ấy thì mình sẽ cần phải tập trung vào một cái vấn đề nghiên cứu cụ thể. Vấn đề đấy em sẽ cần phải định nghĩa được và đo lường được. Thế thì lại một số tác nhân vi sinh đấy, xong trong đợt cấp chẳng hạn đấy, thì nó rất là đấy. Cần xác định lại cái vấn đề nhé. Cái vấn đề nghiên cứu này tốt nhất là nên là cái vấn đề gì đấy nó liên quan đến cái tình trạng bệnh của họ đấy. Ví dụ như là liên quan đến tử vong hay là liên quan đến đến hồi phục hoặc là liên quan đến cái biến chứng gì đấy. Xong đó mình tìm hiểu xem là các cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái đấy. Đấy thì nó mới có thể đấy, có cơ hội, đúng không? Ok. Phương Phạm có thể sử dụng các thang điểm về chức năng bàn tay. Đúng rồi, Phương Phạm đúng đấy. Đấy, dùng cái đấy làm biến outcome em ạ. Đấy, dùng cái đấy làm biến outcome nhé. Mình dùng cái biến đấy làm biến outcome để mình đánh giá xem là cái tỷ lệ nó quay tay quay tiếp gì đấy, mình có cái ngưỡng ở đấy chẳng hạn. Đấy, được. Dương Blue, tỷ lệ yếu tố nguy cơ vẹo cột sống vô căn ở học sinh. Được, cái bài này thì được. Của tỷ lệ cong vẹo cột sống được, làm bài đấy được. Học này có vẻ thú vị hơn đấy nhỉ, chữa bài này có vẻ thú vị hơn là học lý thuyết ấy, đúng không? Mọi người ai thấy thú vị hơn thả tim cái. đừng có đánh vào trong ấy đó, đừng có đánh ở trong phần chat thì nó đỡ bị trôi thôi, để tôi còn nhìn thấy tôi chữa. Thả tim tỷ lệ và yếu tố nguy cơ nhá, hoặc là tình. Đấy, em có thể em cái này chắc là em làm nghiên cứu cắt ngang thôi, cắt ngang thì đừng có dùng từ nguy cơ mà dùng là yếu tố, một số yếu tố liên quan. Đấy, cái này có thể sửa lại là gì, là
tình trạng cong vẹo cột sống và một số yếu tố liên quan ở học sinh 10 đến 14 tuổi. Ông nào viết ở trên đấy của tôi đây. Đúng không? Tỷ lệ tình trạng cong vẹo cột sống vô căn à? Cong vẹo cột sống thôi, cong vẹo cột sống và một số yếu tố liên quan ở học sinh. Thế là được rồi. Rồi. Sự hài lòng của nhân viên y tế cũng được nhé. Thì cái này mình sẽ cần phải có cái thang đo về sự hài lòng. Nhưng mà sự hài lòng về môi trường à? Căng nhỉ? Sự hài lòng với môi trường á? Hài lòng thì nó cần phải đánh giá nhiều thứ chứ, không chỉ có môi trường đúng không? Đấy, của user này, bạn này này. Có thể có một cái thang đo nhé, thang đo đánh giá một cái sự hài lòng và một số yếu tố liên quan đến cái này. Thì cái yếu tố liên quan có thể là tuổi, có thể là giới tính, có thể là đào tạo, có thể là vị trí việc làm, có thể là lương, hoặc là có thể là gì đấy. Hoặc là đấy, thì nó liên quan đến cái này, đúng không? Hoặc là áp lực công việc, hoặc là cái gì nhỉ? Khối lượng công việc. Đấy, những cái thứ nó ảnh hưởng. Nghiên cứu sự trí sản khoa trên bệnh tiền sản phụ viêm tụy cấp trong 3 tháng cuối. Đấy. Cái đề tài kiểu này là đề tài vui vẻ nha Tú nhá. Nghiên cứu xử trí sản khoa, không rõ ràng về vấn đề nghiên cứu. Xử trí, nghiên cứu xử trí sản khoa, xử trí sản khoa là cái gì? Thế rồi mình phải lượng hóa nữa. Mình phải lượng ra là cái đấy đúng không? Xử trí sản khoa. Ví dụ như là nó giả sử như họ bị sốc chẳng hạn đấy, thì mình có thể xử trí, xong đó mình đánh giá xem là cái khỏi sốc hoặc là thuyên giảm bệnh hoặc là gì đấy chẳng hạn, đúng không? Hồi phục chẳng hạn đấy. Thì cái việc hồi phục mình đánh giá thì nó rất là khó, bởi vì mình cứ can thiệp là kiểu gì cũng phải hồi phục đấy, nên là nó có một cái biến nữa mà tôi thấy cũng rất là hay, đó là khi mình can thiệp xong nhé thì mình có thể theo dõi cái thời gian nằm viện của họ ấy. Thì đấy cũng là cái biến tốt, vì nếu mà giả sử những cái phương pháp đấy mình can thiệp tốt đấy, thì cái thời gian nằm viện họ sẽ ngắn đi. Thế còn nếu mà cái phương pháp đấy nó không tốt chẳng hạn, thời gian nó sẽ kéo dài ra đấy, thì xong mình có thể tìm hiểu xem là cái yếu tố nào liên quan đến cái đấy đấy, thì đấy là một cách làm. Tú nha, chưa ổn nha. Tươi này, các đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân suy luận. Cái đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng là những cái vui vẻ đấy, không cần cái đấy, những cái đề tài đấy thì làm cho nó vui thôi, thì cứ làm thôi. Thì cái đấy nó dạng như là một cái nghiên cứu một loạt ca bệnh ấy, tức là mình sẽ mô tả về đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng, tức là mình mô tả về, đầu tiên là thường thì mình sẽ mô tả về cái đặc tính đặc điểm của đối tượng nghiên cứu này, sau đó mô tả xem nó có đặc điểm gì, rồi thì các cái vấn đề liên quan đến lâm sàng, đúng không? Thì nó không có nhiều ý nghĩa đấy. Không chữa về cái đấy nữa nhé, không chữa đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng nữa nhé. Bởi vì là những cái bệnh nhân suy thận ấy thì đặc điểm người ta nghiên cứu nhiều rồi. Rồi. À, thầy nói về biến phụ thuộc và biến độc lập về đề tài kiến thức thái độ thực hành. Hôm trước cũng có nói qua một chút rồi đấy. Thì hiểu nôm na như này nhá. Cái đề tài này rất là nhiều ở trên mạng, rất là nhiều. Em muốn có cái đề tài kiểu này nhá thì em lên mạng em tìm cái từ gọi là knowledge này, hoặc là KAP đấy, tiếng viết tắt là KAP về một cái vấn đề gì đấy thì nó ra rất là nhiều. Còn không thì viết chữ là knowledge này. Đấy, knowledge attitude and practice về một cái vấn đề gì đấy thì nó rất là nhiều. Hôm trước tôi tìm về kiến thức thái độ thực hành về bệnh gọi là gì nhỉ, về sốt xuất huyết này này đấy, nhìn thấy không, rất nhiều luôn. Thế thì để mà làm được cái nghiên cứu về kiến thức thái độ thực hành này này, kiến thức thái độ thực hành này, thì mình sẽ cần phải có một cái bộ câu hỏi để đánh giá về kiến thức, đúng không? Mình sẽ có một loạt câu hỏi mình đánh giá về kiến thức, sau đó mình có một loạt câu hỏi để hỏi họ về cái thái độ, đúng không? Thái độ thì mình hay thử sử dụng cái thang đo Likert ấy, từ 1 đến 5 đấy. Thì tôi phát biểu một cái câu này, thế thì theo anh thì anh có đồng ý với cái nhận định này hay không? Để từ 1 đến 5, 1 là rất là không đồng ý. Gì nhỉ? 1 là rất là không đồng ý, 2 là không đồng ý, đúng không? 3 là trung lập, 4 là đồng ý, 5 là rất đồng ý, đúng không? Đấy thì là thái độ. Và cuối cùng là gì? Là liên quan đến thực hành.
Thế thì mình một loạt câu hỏi mình sẽ hỏi về thực hành. Sau đó mình tính điểm. Và khi mà mình phân tích thì mình sẽ có hai cái định hướng để mình phân tích. Mình sẽ phân tích theo cái dạng điểm số đấy. Thì là biến đấy nó gọi là gì? Là biến định lượng, đúng không? Còn cái thứ hai nữa là chúng ta thường chúng ta sẽ chọn một cái ngưỡng nào đấy. Đấy, có những tác giả thì họ chọn ngưỡng là 50. Những người nào mà trả lời được 50% trở lên thì là có kiến thức, đúng không? Có những người thì lấy là 60, có người là lấy 70, có người lấy 80. Thế thì tùy từng cái tình huống thì cái đấy nó là tương đối là chủ quan. Đấy. Thế thì ví dụ như tôi chẳng hạn có một cái dự án nghiên cứu thì tôi lấy là 80. Đấy, thì tôi coi như là những cái người mà có điểm từ 8 trở lên là những người hiểu về những cái kiến thức đó. Đấy. Rồi, hiểu chưa Hiền ơi? Rất nhiều nhá, rất nhiều. Đọc ở trong này thôi, nó có hết rồi. Đề án nâng cao năng lực cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu. Cái đấy là vui vẻ nhá. Mình phải rõ ràng hơn nhá. Đề án nâng cao năng lực cấp cứu. Thế mình cần phải định nghĩa là cái năng lực nó là cái gì? Mình phải định nghĩa rõ là cái năng lực này nó là cái gì này anh Diệu này. Đấy, thế thì mình sẽ thay vì mình làm cái đề án kiểu như này thì mình cần phải định nghĩa rõ xem là cái năng lực là cái gì. Ví dụ như là mình nghiên cứu về một cái năng lực là phản ứng nhanh chẳng hạn, thì sau đó mình phải định nghĩa thế nào là phản ứng sớm chẳng hạn, hoặc là gì, hoặc là thao tác kỹ thuật đúng chẳng hạn. Đấy, hoặc là gì, hoặc là kiến thức đúng, đúng không? Hoặc là kiến thức đúng nhé, mình có thể làm nghiên cứu về kiến thức đúng về cái này, đúng không, và một số yếu tố liên quan ở trên cái đối tượng nào đấy. Thế thì với cái tiêu đề mà anh Diệu anh để ra ở đây thì thứ nhất là vấn đề nghiên cứu không rõ ràng này, và cái thứ hai nữa là tại khoa hồi sức cấp cứu thì mình không rõ về đối tượng, đúng không? Tại khoa đấy thì là khoa đấy nó có bác sĩ này, có điều dưỡng này, có kỹ thuật viên này, có bệnh nhân này, có người nhà bệnh nhân này. Thế thì tóm lại nâng cao năng lực của ai ở đây, đúng không? Thì một cái nghiên cứu mà tốt này thì mình cần phải rõ ràng về vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. Đấy. Hiểu chưa hả anh Diệu ơi? Thương này. Kiến thức thái độ thực hành trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai và yếu tố liên quan của các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ. Đấy. Cái đề tài này cũng có cái thú vị. Có cái thú vị ở nó là về gì nhỉ? Về kiến thức thái độ thực hành thì ok. Về kiến thức thái độ và thực hành thì là ok nhé, không có cái gì bàn cãi cả. Về việc sử dụng các cái biện pháp tránh thai này là ok. Thế nhưng mà cái đề tài này nó sẽ gặp một cái vấn đề, đó là gì? Đấy. Của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Thế thì đối tượng của các bạn sẽ là vợ hay là chồng, đúng không? Bởi vì vợ đấy, mình khi mình hỏi vợ nó là một kiểu, hỏi chồng nó sẽ là một kiểu. Đấy, và hai cái đối tượng đấy nó sẽ không, nó không phải là một cái, nó không phải là một cái nhóm đối tượng cụ thể, đúng không? Và thường người ta can thiệp người sẽ tác động vào một trong hai nhóm đấy, đúng không? Đấy, thì nó sẽ có những cái giải pháp chuyên biệt cho một trong hai nhóm đấy hơn. Đấy, nên là phải chú ý cái đấy nhé. Đấy, mà thường là gì? Là khi mình làm nghiên cứu mình sẽ chọn một trong hai nhóm đối tượng này thì ok. Và cái thứ hai không ok nữa là gì? Không ổn nữa là gì? Các biện pháp tránh thai thì nó có rất là nhiều biện pháp. Thế thì mình sẽ cần phải lựa chọn một cái loại nào đấy thì nó sẽ tốt hơn. Thế còn các biện pháp tránh thai thì nó sẽ bị tản mát, có thể là các cái loại biện pháp tránh thai nó có nhiều, nó có rất là nhiều các cái biện pháp. Mà khi em hỏi về rất nhiều biện pháp thì họ sẽ trả lời lung tung. Thì sau đó nó rất là khó cho việc là đánh giá cái kiến thức của họ nhé. Đấy là cái lời khuyên của tôi đó, còn tùy nhé. Còn làm thế này, cứ làm thực tế thì sẽ thấy, đúng không? Nhiều quá nhỉ? Thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan. Được, cái bài của bạn Mai này là thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan thì ok, không có vấn đề gì cả. Bài này thì rất nhiều nhá, cái này lên mạng tìm rất nhiều nhá. Dùng Google dịch trong dịch ra rất nhiều, đúng không? Bài của Mai là được nhá. Hoàng Thị Lan Vân đánh giá mức độ tuân thủ và hiệu quả điều trị ở bệnh nhân ngưng thở khi ngủ. Căng nhỉ? Đề tài này là đề tài rất khó nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo,
hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.